Hello mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về võ ý ha. Mình sẽ đặt nó là võ ý tung hoành, thì nó giống như cái tên gọi mà đây, cái NPC này là chuyên về võ ý nè, võ ý tung hoành. Và mình đặt cái tựa đề cho ngày hôm nay đó là nên công hay nên thủ, tại vì cái võ ý này xuất hiện và có nhiều cái bí truyền trong đó, thì nó làm chúng ta cân nhắc cái việc mà cộng điểm bí truyền. Thì mấy ngày nay mình muốn làm lắm nhưng mà mình chưa có nhiều thời gian, thì hôm nay mình sẽ cố gắng soạn ra bài và cũng liệt kê ra những cái điểm mình thấy được trong cái chức năng võ ý này. Thì trước tiên đó là chúng ta khởi đầu mà cái việc mà nhận cái võ ý. Võ ý là ở đây nè, đó, nó gồm có những cái điểm này và thứ hai là những cái bí kíp này, đó, hai cái điểm chính. Thì các bạn khởi đầu thì các bạn nhận nhiệm vụ ở đây cấp 80 lên đây nha, qua phòng bên trắng nè đó. Thì ai qua được phòng bên trắng được thì cho nên là những bạn mà dưới 80 chắc sẽ làm không được rồi đó. Thì làm võ ý tới đây làm nhiệm vụ mà khởi đầu sẽ qua cái map là Nha Dư Đảo, thì làm nhiệm vụ đó. Thì cái map nó sẽ hơi bị đẫm máu xíu, thì anh em canh sau đó mà cố gắng sống sót được và làm xong nhiệm vụ thì xong thôi. Rồi thì cái võ ý thì nó chia có nhiều cấp độ và nó có max cấp là 150, và mỗi lần mà thăng cấp cái võ ý lên đây á thì sẽ được cái điểm tiềm linh nha. Đó, cái điểm tiềm linh này đó. Là mình xíu mình bật cái lên, mỗi lần các bạn thăng cấp sẽ được điểm tiềm linh đây, cái điểm tiềm linh nè. Điểm tiềm linh như này nó hiện ra đèn hơn, các bạn thấy không? Đó, mình nắm nắm tròn đó. Thì bây giờ nó ghi này, ví dụ như cấp võ ý mình hiện tại là cấp 28 thì khá là thấp thôi. Nếu mà tăng lên thêm một cấp nữa được 4 điểm nữa, 4 điểm tiềm linh, thì cái điểm tiềm linh này sẽ dùng làm chi? Các bạn bấm vô cái chấm hỏi này học và xem được cái nè. Cứ lên cấp càng cao này thì nó sẽ nhận được nhiều điểm tiềm linh hơn. Đó. Và dùng điểm tiềm linh này để phân phối vô các cái thuộc tính cơ bản như là băng, hỏa, độc, quyền hay là những học sinh lực, chính xác né tránh, siêng thích và miễn siêng thích đó. Thì giống như là nó sẽ cộng thêm một xíu nữa. Rồi, rồi cái thứ hai đó là cái bạn có thể dùng cái vật phẩm là tự phủ tinh túy ha. Ví dụ như khi mà các bạn bấm vô chữ luyện khí này, các bạn có điểm tiềm linh bấm vô nó sẽ phân phối một cách ngẫu nhiên. Thì giả sử như các bạn muốn tẩy tẩy nó về, ví dụ như các bạn muốn tẩy nó về một gì nó bấm dấu trừ để tẩy này, thì nó muốn tẩy cho nó ra một cái dòng khác đó. Thì các bạn phải dùng cái vật phẩm này ha. Cái vật phẩm là tự phủ tinh túy nha, mua ở trong bang, trong cái bách bảo các trong bang là điểm cống hiến bang, là mua về kim nguyên bảo này, mua về tẩy về. Mình thì mình thấy một số người họ tẩy về thuộc tính của họ luôn, tẩy full như đó luôn. Thì đó là cái idea về tẩy. Rồi cái tiếp theo đó là về cái bí truyền. Cái bí truyền rất là quan trọng. Thì mỗi lần mà chúng ta thăng cấp cái bỏ ý này ở một số mốc nhất định, thường là mốc chẵn, ví dụ như là mốc 5, 10, 15, 20 gì đó, thì chúng ta sẽ nhận cái điểm gọi là điểm bồi nguyên. Điểm bồi nguyên nó là cái điểm này nè, ở cái đầu mình đang đẹp tiếng chuột đó. Đó. Thì dùng cái điểm bồi nguyên này chúng ta sẽ có thể mà học được những cái cuốn bí kíp bí truyền này, nó có nhiều cái hiệu quả bí truyền lắm. Ví dụ như cuốn phá thế là khi tấn công thì có 10, tỷ lệ 10% kích hoạt trạng thái phá thế, giúp công kích chí mạng tăng thêm 10% nữa. Không, mình đặt này, đặt cái cuối là full này, nếu mà đặt tăng tăng max skill á, tăng công kích chí mạng lên 20%, kháng chí mạng thì giảm 20% và kéo dài trong 5 giây, cứ 20 giây một lần đó. Thì đó là cái bí truyền. Thì mình sẽ nói thêm về full cái bí truyền và cái cảm nhận của mình ở cuối video. Mình giờ bây giờ mình sẽ nói về một cái kinh nghiệm á. Thì mình đã nói về cái cấp độ cũng như là cái cấp độ của võ ý, nó sẽ giúp chúng ta có được điểm tiềm linh và điểm bồi nguyên. Thì cái kinh nghiệm của mình đó là, nhắn nhủ của mình đó là các bạn hãy xuyên luyện cấp võ ý trên mỗi ngày, chúng ta được trên 3.000 con quái để mình lên kinh nghiệm võ ý. Thì đây các bạn có thể kiểm tra đây nè đó. Ví dụ như hôm nay chúng ta diệt quái nè, mình hôm nay mình chưa có diệt tại vì mình bận không lên 3.000 ha. Thì chúng ta phải diệt 3.000 con quái ở những cái map mà nó cho phép chúng ta trên mà nhận được điểm kinh nghiệm. Trên vô thì nó sẽ lên cái điểm kinh nghiệm này, những cái điểm đầu tất này, nó sẽ lên đủ thì nó sẽ lên được cấp.
Nếu muốn nhanh hơn thì mua cái bùa X2 ấy, là Ngân Tức Hoàng này đó. Cái bùa Ngân Tức Hoàng này nó sẽ đem cho chúng ta là 500 lần, 500 con quái là được nhân đôi nha. Đó, 500 lượt quái sẽ được nhân đôi kinh nghiệm. Đó, còn các bạn nào mà dù như hôm nay mà các bạn bận hay đi chơi gì đó không có trên được thì bữa sau các bạn có thể nhận lại bằng cách là bấm vô nút nhận cho đây. Do bữa nay mình nhận rồi thì dù như giả sử như hôm nay mình không có đánh gì đi, ngày mai nó sẽ hiện nút này sáng lên để cho mình nhận cái ngày hôm qua, thì mình dùng vàng hoặc là dùng kim nguyên bảo để nhận lại. Vàng thì dùng khoảng 60 vàng đó, mát đó, tùy theo số lượng quái còn ngày hôm qua chỉ đánh bao nhiêu. Thì đó là cái lời nhắn nhủ của mình, thì đó là những cái điểm chính về võ ý. Đó là anh em cố gắng là train võ ý siêng, tích tiểu thành đại cái mỗi ngày siêng hơn. Dù như anh em nào mà không có BK thì tìm những cái map mà ít người nhẹ nhàng như là Cao Xương Mê Cung, Ngõ Diễm Cốc đó, những cái map hẻo lánh đó, hoặc là tầng Hoàng Địa Cung tầng 3. Rồi muốn mà lên kinh nghiệm nhiều thì đi theo băng hội á, trên những cái map đẫm máu như là Thông Thiên Tháp, Huyền Hỏa vân vân. Anh em có thể tới đây và cho anh em tìm hiểu thêm trong này nè. Đó, anh để liệt kê những cái map cũng như là những thông tin của cái võ ý, thì mình đã tóm gọn sơ về cho các bạn cũng như là nhắn nhủ các bạn lại xuyên luyện cấp nếu các bạn muốn có cái võ ý nó được ok và lâu dài. Chúng ta cứ xuyên trên đều đều. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bình luận về cái bí truyền ha. Ở đây mình đã có tổng hợp một cái bản về bí truyền, những cái skill bí truyền cũng như cái hiệu quả của nó thì mình liệt kê ra đây. Cái mình các bạn có thể xem ở đây, võ ý bí truyền đây, xem hiệu quả học bí truyền này, bấm vô nó sẽ có full cái bản này nè. Chúng ta giờ chúng ta sẽ tham khảo ha, phân tích ha. Thứ nhất là phá thế này, nếu mà cái bí truyền này là nó là tỷ lệ tăng 10%, tỷ lệ 10% tăng 20% cái chí mạng của mình, tức là tăng hội công đó, tăng 20% hội công và giảm 10% kháng chí mạng mình đi thiếu rồi trong vòng 5 giây ha. Thì cái này là mình đang cộng vô nè, mình đang cộng vô cái điểm này luôn nè đó, mình đang cộng 3 điểm vô, mình chưa được cộng thêm bởi vì nó phải yêu cầu gọi thêm cấp nữa. Tại vì sao? Tại vì mình muốn mình xác định cái ảnh của mình là cái ảnh đánh phụ bản, cho nên là mình muốn sẽ có tỷ lệ chí mạng ra liên tục như vậy, tăng thêm điểm chí mạng ra. Hoặc nếu mà trong lâu đài mình đã thử thì cái này nó cũng phát huy được, đánh chí mạng lên tăng thêm 20% thì cũng khá là nhiều. Thì đó là một ID thôi. Thứ hai là thiên quân, tỷ lệ 10% tăng 10% sát thương trong một đòn đánh tiếp theo. Thì đó, nó có tỷ lệ 10% tăng 10% sát thương trong một đòn đánh tiếp theo. Ví dụ như các bạn đánh 10k đi, sát thương các bạn đánh lên người là 10k thì nó sẽ có tỷ lệ là cái đòn đánh tiếp theo các bạn đánh sẽ là 11k, tăng thêm 10% nữa. Kim thân là tỷ lệ có 20% làm giảm 20% sát thương một đánh chí mạng đó. Thì này giống như là trùng lâu kiên, nó giảm sát thương. Rồi bắt bại tỷ lệ 5% trưởng đòn chí mạng last hit, và hầu người ta máu là giống cái này giống như là dành cho những người mà dễ bị hấp hối với bị dồn đó. Thì các bạn khi người ta bị dồn đòn cuối mà các bạn bị chết thì nó sẽ có tỷ lệ 5% là không cho các bạn chết và nó hồi cho bạn thêm 10 máu nữa để các bạn trụ lại đó. Rồi bắt quy đó là khi mà máu là dưới 30% thì nó sẽ có tỷ lệ 10% tăng 10% sát thương trong 5 giây. Thì cái này mình thấy nó phù hợp trong khi đi phụ bản mà không có Ngami ra. Dù chúng ta giết con boss mà nó chúng ta còn ít máu mà chúng ta con boss nó gần chết luôn, thì khi mà chúng ta có cái máu dưới 30% này nó sẽ tăng thêm sát thương chúng ta 10% là chúng ta dồn con boss cho chết luôn. Thì đó là một cái ý tưởng về bắt quy. Ví dụ như đi quy tâm thần hiển cảnh quy chứng minh rồi đó. Đó thì không có Ngami thì chúng ta có thể là cân nhắc cộng cái này nếu các bạn đi một cái ặc phụ bản đó. Thì mình nhìn chung thì cái bí truyền này sẽ có những cái phù hợp cho BK hoặc là những cái đi phù hợp cho đi phụ bản. Bây giờ chúng ta tiếp tục phân tích cái bắt khuất thì máu nhỏ hơn 10% thì có tỷ lệ 10% làm giảm 10% sát thương trong 5 giây. Cái này nó cũng tương tương như cái này thôi, nhưng mà nó lại theo hướng lại thủ, hướng này hướng công, hướng này hướng thủ đó. Huyết sát giết người có lực chiến không nhỏ hơn mình quá 40% lực chiến của mình á, tức là một người đó không nhỏ hơn của mình quá 40% thì sẽ có tỷ lệ là tăng 10% sát thương trong vòng 5 giây ha.
và cái cooldown của cái này tới 300 giây lận, tức là 6 phút lận, 5 phút lận. Tức là sẽ giống như chúng ta sẽ có thêm một cái trăng trùng trùng lão thủ trong vòng 5 giây vậy đó, khi mà chúng ta giết người đó, hiểu hiểu sơ sơ là vậy. Rồi còn cái này là giết người cũng có lực chiến không nhỏ hơn mình 40%, thì là sẽ hồi 1% máu 1 giây á, trong vòng 10 giây liên tục, thì cho là hồi 10% máu đó. Cái này cũng khá là hay, khi mà chúng ta đánh DK, chúng ta giết người xong thì nó sẽ hồi máu chúng ta trong 10 giây đó. Cái xâm nhập này mình khá thích, cái xâm nhập này này giết người có lực chiến không nhỏ hơn 40%, tăng tới 50% tốc độ di chuyển trong vòng 5 giây. Cái này sẽ thích hợp với những cái boss ha, những boss ví dụ như họ giàu, họ giết người như rác như rơm như rạ đó, họ giết xong một người nào đó mà họ, một cái tầm trung thì nó tăng tới 5% tốc độ di chuyển, họ sẽ chạy rất là nhanh, mà họ dồn họ dí mấy thằng những thằng mà nó chạy bỏ chạy đó, giống như là cái này là đuổi cùng giết tận luôn. Rồi ok, thủ tâm thì thủ tâm này là khi mà chúng ta bị cái hiệu ứng tấn công hoặc là phong ấn tắc minh tê liệt không huyệt mà nó nhiều hơn 3 giây thì chúng ta sẽ có tỷ lệ 20% miễn dịch các hiệu ứng đó luôn, ngoại trừ hiệu ứng tử trùng ha, trong vòng 10 giây tiếp theo. Mà cái cooldown đó là cái cho phép mà cái diễn ra cái hiệu ứng này lần lại lần nữa, lần tới 5 phút lần. Thì cái này cũng là một cái idea khi mà đánh lâu đài, đánh DK gì đó, nó sẽ giảm không bị mấy cái hiệu ứng của mấy cái phái khác. Rồi cái vị nhiên thì là khi bị buff lớn hơn, bị cái hiệu ứng nó tấn công phong bắn thất minh tê liệt không huyệt lớn hơn 3 giây thì có tỷ lệ là giảm sát thương ha, mà cũng giống như một cái trùng lâu kiên trong vòng 5 giây đó, làm giảm 10% sát thương trăng trùng lâu kiên. Như vậy là có hai cái trăng trùng lâu kiên này, cái này cũng trăng trùng lâu kiên, rồi cái này cũng có trăng trùng lâu kiên này trong vòng 5 giây này đó, là theo hướng thủ. Cho nên chúng ta sẽ cân nhắc cái này bắt khớp mà cái vị nhiên này đó, nếu mà tăng thì có thể tăng cùng theo luôn, đi theo hướng nó thủ thủ nó theo hướng nó luôn. Rồi hướng thông minh đó là khi mà dùng khóa lò xo là quân bí tịch số 8 á, thì có tỷ lệ 30% giảm 20% cái cooldown, cái hồi thời gian hồi skill đó, mình thấy cũng khá là hay á. Khi chúng ta muốn khóa lò xo cái này sẽ rất là hay với những cái mà mạnh như là những siêu boss tiến cấp ngập cấp 3 đó, những ngạc nó khó lò xo rất là lâu, và nếu mà dùng cái này tăng thêm cái bí tiền này nữa thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ hầu chiêu á, giảm tới 20 giây này đó, giảm 20 giây là bình thường nó sẽ làm 1 phút của sao đó. Để mình coi thử, bình thường là 90 giây thì giảm 20 giây là còn 70 giây, là còn có 1 phút 10 giây đó, bình thường là 1 phút rưỡi thì giảm có một phút 10 giây đó. Cũng là một cái ý tưởng tốt đối với những cái có lò xo sẽ tốt, những cái tiến cấp 3, tiến cấp 2 là những cái boss siêu boss nữa. Rồi cuối cùng đó là cái trầm phong, đây là cái võ ý cuối cùng này, đây trầm phong này, trầm âm trầm sinh bố thủy gì này. Trầm phong là tỷ lệ làm ba đòn đánh không thể gây chí mạng, ba đòn đánh tiếp theo không gây chí mạng nhưng mà tăng đến 5% sát thương trong vòng 10 giây đó. Thì mình ví dụ thường là đòn đánh chí mạng nó sẽ nhân đôi sát thương ha, ví dụ mình tính nó đi, ví dụ như mình sát thương của mình là 10k máu, chí mạng sẽ là ít ha, sẽ là bằng 20k máu, thì ba đòn đánh tiếp theo không chí mạng, tức là mình chỉ có được 30k máu thôi, 3 x 10 đó. Nếu nó kích hoạt tỷ lệ cái này là lên thì nó sẽ kéo dài trong vòng 10 giây, sẽ là 10k nhân cho 1.6 bằng 16k nhân cho 10 giây là bằng 160k máu đó, tính sơ là vậy đó. Mình lấy con số đó thôi, anh em tự hiểu à. Còn nếu mà đánh chí mạng ba đòn đầu tiên chí mạng
sẽ là 3 nhân 20 bằng 60 ca máu. Đó là đánh trong vòng 10 giây tiếp theo. Thường là 7 giây tiếp theo. Là 7 nhân cho 10 ca. Bởi vì có 3 đòn đánh đầu tiên là 13 giây rồi. Là 70 ca máu. 70 cộng cho 60 là bằng 130 ca máu. Còn nếu mà theo hướng này, theo của hiệu ứng này thì là 160 ca máu nè. Đó. Là tính mình tính theo lý thuyết một cách sơ 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 khởi thôi. Rồi thứ hai là song sinh. Song sinh là khi mà lực chiến của chúng ta không nhỏ hơn 80% của đối phương đó, thì sẽ có tỷ lệ kích hoạt cái hiệu ứng này lên và sẽ làm giảm 30% hiệu quả mất máu cho cả hai luôn trong vòng 10 giây, tức là mình và nó đều bị giảm hiệu quả mất máu của Nami gì đó, hồi máu gì đó. Cái này dạng như là kéo hai thằng cùng tiết chùm, làm hàng cùng dạng như hai thằng solo với nhau á. Cái này mình nghĩ sẽ là phát huy khi mà hai hạng boss solo với nhau này, hai hạng up hai hạng boss solo với nhau thì Nami đứng hai bên boost vô cho boss nhưng mà máu cũng không, nó bị giảm hiệu quả rồi, thì lúc này boss này ăn boss kia chỉ có thể trông nhờ thì boss nào câu kéo dài hơn và ra được nhiều hiệu ứng trùng hơn nó thì sẽ làm cho boss kia bị đứng bị khống chế mất, thì sẽ thì cái ý tưởng của cái song sinh là mình nghĩ là vậy đó. Cái bấu thủy giảm 50% sát thương trong vòng 5 giây, sau đó chị yêu thấy tất cả số đã giảm và bỏ qua cả hiệu quả miễn dịch luôn. Tức là lúc đầu là sẽ trong vòng 5 giây đầu tiên thì các bạn người ta đánh bạn thì bạn sẽ được chỉ được nhận 5% sát thương thôi, nhưng mà sau 5 giây đó thì bạn sẽ chịu thấy tất cả 5% nó sẽ đã giảm nó luôn, và mặc mặc dù bạn có bị miễn dịch nữa thì bạn vẫn bị chết. Cái này mình chưa có hiểu cái ý tưởng của cái này lắm, cho mình chắc phải đi tham khảo thêm bạn thêm, nhưng mà đó thì nó phân tích nhiên đọc ra cho anh em coi ha. Thì như vậy là mình thấy là cái bí truyền trong Thiên Long Bát Bộ của Võ Yến này nó sẽ có nhiều cái ý tưởng mới cho chúng ta, việc chúng ta phối vô điểm bí truyền và nó sẽ giúp chúng ta định hình theo hướng là chúng ta theo hướng thủ, theo trùng lâu kiên, mà nó vui là theo chọn những hiệu ứng mà giống trùng lâu kiên, giảm sát thương là những hiệu ứng mang tính tăng tấn công giống như là căn trùng lâu thủ, hay là những cái hiệu ứng mà hỗ trợ cho việc solo hay là PK càng quét vân vân đó, xâm nhập đó. Và cái nhiệm mục tiêu của chúng ta, lời khuyên của mình là siêng luyện cấp mỗi, các bạn mà siêng luyện cấp mỗi thì các bạn mới thể tăng được mấy cái này. Mình thì làm biếng lắm, mình tăng bữa bữa mình trang bữa mình nghỉ, nhưng mà mình lời khuyên cho các bạn là nếu muốn trải nghiệm sớm thì các bạn hãy cố gắng trang nha, và chúng ta tăng thử mấy cái điểm này. Chúng ta tăng mình nếu mà không vừa ý thì chúng ta phải bấm là quay này để mà quay lại này đó, quay thì sẽ quay và nó trả điểm chúng ta sẽ tẩy cái tăng theo cái điểm khác rồi ha. Cảm ơn anh em ha.